朝不敢看是你吗？缠住吻住死话告尽爱吗？怕祝福祝福恋爱定价，缠住吻住 cream cheese 点缀我吗？缠住吻住歌调下是你吗？ Hello， 叫贵嫂妹妹。Hôm nay là ngày thứ ba đi công tác ở Thượng Hải. Sáng nay sẽ có chương trình làm việc. Tí nữa Đoá sẽ ăn sáng tại khách sạn rồi đi làm việc. Chiều nay Đoá muốn đi bảo tàng nghệ thuật đương đại Thượng Hải. Đây là bữa sáng hôm nay của Đoá. Nghe chị làm gì ạ? Ô, hảo xem hả phụ mô. Hãy xuống. Chú sư hay luôn. A few moments later. Sáng nay Đoá làm việc với Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Đoá đặt chân đến đại học này. Và đại học này cũng có khóa tiếng Việt. Bữa trưa hôm nay mình ăn tại căng tin của Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Đoá đã rất nhiều năm chưa ăn cơm tại căng tin trường đại học, giờ mong chờ bữa ăn này. Căng tin của Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải rất nhiều món Thượng Hải đặc sắc. Đoá nhân dịp này thưởng thức được không ít món ăn đặc biệt. Đoá rất thích món ăn thảo đầu xào nại, cháo thảo thấu. Món ăn này có sử dụng cà rượu trắng để chế biến, tăng thêm hương vị cho món ăn rau nại. Nói chung hương vị của căng tin ngon với căn nhà hàng bên ngoài. Later. Chiều nay Đoá đến nhà bảo tàng nghệ thuật đương đại Thượng Hải. Triển lãm đang trưng bày là điện ảnh vũ trụ, mang đến một không gian nghệ thuật để khán giả suy nghĩ vị trí của nhân loại trong vũ trụ. Tóm lại, triển lãm điện ảnh vũ trụ khám phá mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ ảnh hưởng như thế nào đến mọi thứ trên thế giới. Triển lãm này không dễ hiểu lắm, có cảm giác rời rạc. Có lẽ khái niệm này quá mới mẻ, mình không biết bắt đầu và kết thúc từ đâu. Sau khi xem triển lãm, bọn mình đến một nhà hàng ở Lục Gia Trụy, tên là Green and Safe. Decor của nơi này khá đẹp mắt, tạo bầu không khí thư giãn dễ chịu, đồ ăn cũng siêu ngon. Ở trung tâm thương mại Lục Gia Trụy, chúng mình còn bắt gặp một buổi triển lãm nhỏ trưng bày các loại tác phẩm về rồng do trẻ em sáng tạo. Sang năm là năm rồng, sức tưởng tượng và sức sáng tạo của trẻ em khá phong phú và tuyệt vời.
tạp học hồ và quán ăn Việt Nam bên cạnh sông Hoàng Phố. Cái này ở Bắc Kinh là gì ạ? Tại Citibank thì sao? Không quên lắm. Buổi tối, bọn mình quyết định đi bộ về khách sạn dọc theo sông Hoàng Phố, dọc đường thưởng ngoạn phong cảnh Thượng Hải. Đối diện là phố Tây, bánh Thượng Hải nổi tiếng cũng là bên đó. Tối nay sẽ ăn tại đây. Một quán ăn chuyên kinh doanh bánh bao canh của Thượng Hải. Vlog cuối cùng về du lịch Thượng Hải. Hành trình ở đây khá phong phú và thú vị. Xin các bạn tiếp tục theo dõi channel của Đoá. Hẹn gặp lại.